Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12, người dân sinh sống ở đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc ra từ căn nhà ở con hẻm trên đường này. Nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt để chữa cháy cứu nạn. Khi vừa có mặt, lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn cho 10 người bị mắc kẹt bên trong. Đến 4 giờ 25 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện cháu bé sinh năm 2015 tử vong. Vụ cháy cũng làm nhiều tài sản như 5 xe máy, bình ga trong nhà bị cháy.